chào mừng mọi người đến với bộ phim ngày hôm nay, cuộc chiến đấu giữa loài người và người ngoài hành tinh. Và cùng với đội của anh chàng Ezit đã cố gắng như nào trong cuộc chiến này, sự hy của nhiều người để giành lấy sự thắng lợi đuổi những kẻ thù ngoài hành tinh ra khỏi trái đất. Vậy thì các bạn hãy cùng mình khám phá bộ phim nhé. Mở đầu bộ phim chúng ta có thể thấy qua phần intro, nền văn minh của con người cùng với nền văn minh ngoài hành tinh. Đã có một cuộc chiến xảy ra ở đây và cảnh đã tiếp tục diễn biến tiếp, cuộc chiến tranh đã tàn phá mọi thứ và biến thành phố này thành một đống đổ nát chìm trong khói lửa. Tiếp tục cuộc chiến, một gia đình đang trốn dưới đống đổ nát và người cha đã bảo vệ đứa con của mình khỏi con quái vật ngoài hành tinh to lớn đang truy tìm những kẻ sống sót. Cả ba người đã nhân cơ hội nó không chú ý tới liền chạy sang chỗ khác và khi quay lại không thấy Ezit đâu, cậu bé vẫn chưa kịp chạy thoát và dừng khựng lại. Con quái vật đã thấy cậu và nó chuẩn bị tấn công cậu, thì người cha đã lao ra cứu con trai và bị dính tia màu xanh của nó khiến ông tan xương nát thịt. Người vợ thấy vậy liền chạy đến và cũng bị chiếu tia màu xanh và mất. Sau khi thấy bố mẹ của mình bị nó giết, cậu đã rất tức giận và cầm cục đá lên quyết sinh tử với nó. Nó đang chuẩn bị tấn công cậu thì một âm thanh chói tai đã vang lên, con quái vật đó cũng đã bị gục xuống. Một thời gian sau, Ezit cũng đã lớn và trở thành một quân nhân, và khi đang ngồi ở trên tàu, một người phi công đã lái bay lại và mọi người cũng đã nhận ra đó là Robert. Anh ta vẫy tay chào anh rồi lái bay lượn một vòng thành phố và bay thẳng lên tòa nhà thành phố. Khi ra khỏi tàu, Sa đã đứng đợi ở đó và chào đón cậu và cả hai đã đi vào trong cuộc họp, và khi vào bên trong cậu gặp Jen Leifer và Phát Trích cùng Abraham, những người trong đội của mình. Và tướng quân đã thông báo cho mọi người và cho họ xem về cuộc tấn công của người ngoài hành tinh về 15 năm trước và đã cho tiến sĩ ra phát biểu về nghiên cứu của ông. Và nói cho mọi người biết về cuộc điều tra của mình, những người sao hỏa sẽ lại đến tấn công họ, và tướng quân đã cổ vũ khích lệ tinh thần mọi người. Tiến sĩ đã cho ra sản phẩm một cỗ máy được trang bị vũ khí tiên tiến nhất và nhóm được đề cử sử dụng nó là nhóm của đội trưởng Ezit cùng những người đồng đội. Và anh đã đặt tên cho nó là Golita và họ sẽ có một cuộc đấu ngày mai với nhóm khác. Sau khi tuyên bố xong, họ đã đi nghỉ ngơi thì Ezit đang ở trong phòng thì được Abraham gọi đi uống bia với mọi người. Buổi tối hôm đó, Jen Leifer đã kể về hoàn cảnh gia đình cô, rằng bố cô tuy giàu có nhưng chỉ muốn cô làm theo ý ông ta và bắt cô kết hôn với người ông ta muốn, và cả nhóm đang trò chuyện vui vẻ. Thì bộ trưởng chiến tranh Teddy đã đến và ông đã nói mọi người không cần phải kính lễ và đã xin vào bàn của Ezit. Và ông ấy đã nói cho nhóm về những vấn đề mà quân đội đang gặp phải và kinh tế thế giới, khi lũ ngoài hành tinh lại lần nữa, và ông ta đã cạn ly và nói nhiều chuyện với họ. Lúc đó Phát Trích đã rời đi ra một bến cảng và gặp những tên đang ở đó và chúng đã mời anh vào và nói đến tia nhiệt và xóa sổ nước Mỹ. Anh nghe xong liền nói với chúng rằng đang có vấn đề và mai sẽ có cuộc chiến đấu mô phỏng, và anh ta đã rời đi và đã có cả sự đa dọa của tên cầm đầu. Ở trong quán rượu, khi ông Teddy đang nói chuyện thì có một tên khác say rượu đã nói chế nhạo ông và ông đã tẩn hắn bay ra xa và lao vào những người khác. Một cuộc mâu thuẫn xảy ra. Mọi người ở nhiều tổ đội bắt đầu chuẩn bị tham chiến lao vào đánh nhau thì tướng quân đã nổ súng và thông báo về cái chết của ai đó. Điều đó có nghĩa chiến tranh sẽ xảy ra và những thành viên trong AZ sẽ phải giải tán để về quê hương chiến đấu. Ezit liền đứng lên và phát biểu những điều trong lòng của mình và nói rằng họ phải cùng nhau chiến đấu vì mục tiêu chung. Lũ người ngoài hành tinh đã giết hại những người thân của họ và những tên tham lam kia chỉ muốn họ chiến đấu cho danh dự của chúng. Và anh đã kêu gọi mọi người chiến đấu cùng mình. Sau bài phát biểu đó, mọi người đã đồng lòng giơ tay hô to AZ. Phát Trích đã quay về và khi trở lại khu quân đội thì anh đã nói chuyện với Jennifer ở trong buồng điều khiển robot, và ngày hôm sau, cả đội đã bay đến khu tập luyện và tướng quân đã nói cho Ezit và một người nữa về kế hoạch họ cần phải làm. Họ đã điều khiển robot đặt trên đến khu chỉ định và họ đã đứng đợi kế hoạch của đội trưởng thì một cỗ máy đã chạy ra, nhưng họ thấy gì đó sai ở đây. Thì người lính bên trong cỗ máy đã bị ánh sáng xanh chiếu vào và anh ta đã chết. Họ đã quay sát được và phát hiện ra ẩn mình bên trong sương mù là lũ người sao hỏa. Chúng đã tấn công đội của Ezit và khiến cho nhiều người bị thiệt mạng. Và lúc đó Ezit đã nghĩ về quá khứ của mình và anh đã bình tĩnh mọi người lại và chỉ huy mọi người bắn trả lại, và họ đã bắn hạ một tên thành công. Cầm chân chúng đến khi đội còn lại đến và họ đã yểm trợ cho anh bắn chúng ở đằng sau và cả hai bên đã hợp sức tiêu diệt chúng. Khi quay trở về con tàu thì anh đã thông báo về sự mất mát về quân số và đã nêu lên ý kiến của mình về cuộc tấn công của người ngoài hành tinh lần này. Tướng quân cũng đã động viên về chiến thắng vừa rồi của họ và thông báo về chiến tranh ở những đất nước trên thế giới bị hủy bỏ để tập trung chống lại người ngoài hành tinh. Trong lúc những người lính đang chiến đấu với những tên người ngoài hành tinh, Phát Trích đã đến căn nhà ven biển và nói chuyện với những tên ở đó và anh đã không đồng ý đưa cho họ những tia năng lượng nhiệt và anh đã rời đi trước sự tức giận của bọn chúng. Ở trên tàu, tướng quân và đội trưởng đã bàn bạc về việc chiến đấu với người ngoài hành tinh. Ở quân đội, họ đang chuẩn bị lực lượng chiến đấu với người ngoài hành tinh. Ngày hôm sau, đội quân AZ đã dùng tàu bay đến vị trí chỉ định. Họ đã chuẩn bị để đối đầu với người ngoài hành tinh và khi phát hiện ra vị trí của bọn chúng, đội không quân đã bay lên bầu trời chuẩn bị vũ khí để đấu với chúng. Chúng bay ra từ những đám mây và bắn tia màu xanh khiến cho hai máy bay của họ bị thiệt mạng. Và họ cũng đã phản công lại và dưới sự chỉ huy của Burger thì họ cũng tiêu diệt được vài tên và họ đã lùa những tên địch xuống và xả đạn bắn. Bắn đã bay đến tàu chỉ huy và bắn khiến cho con tàu bị hư hại một chút. Sau đó Burger đã bắn hạ và lừa địch đuổi theo lên bầu trời, sau đó lộn vòng lại và xử lý nốt tên cuối. Về báo cáo với tướng quân về thiệt hại về người và của và họ cũng đã nhận được hỗ trợ tá cánh sao hỏa. Khi tướng quân đến kiểm tra những vũ khí được hỗ trợ thì người lính lái con robot bị cháy tới và nói họ chỉ nhận được 12 chứ không phải 10 năm và ông đã nghĩ rằng có ai đó đã nhanh chân hơn họ một bước. Khi Ezit dẫn người của mình đi ra một khe núi nhỏ thì đã bị tên người sao hỏa tập kích và họ đã bị tổn thất một người và Ezit đã lệnh cho mọi người dùng hết hỏa lực để tấn công.
Tưởng chừng như nó đã bị tiêu diệt và Aegis đã lơ là cảnh giác và đã bị nó bắn vào chân robot khiến cỗ máy bị ngã xuống không thể di chuyển. Và khi nó chuẩn bị ra tấn công mọi người thì những người đàn ông ở đó đã nổ súng thu hút sự chú ý của nó và bị nó bắn cho thiệt mạng. Người đàn ông cuối đã dụ nó ra vị trí bắn hợp lý của cỗ máy và họ đã bắn gục nó thành công. Và khi người trong đội AZ đến và thông báo cho họ những người đã giúp họ cần chân kẻ địch đã chết hết, Aegis đã có cuộc cãi nhau. Với Phác khi anh muốn đi tìm những gác ba chân tiếp còn Phác thì muốn ở lại cỗ máy. Và khi tình huống căng thẳng lên và Aegis định rút súng ra bắn Phác thì nghe thấy tiếng súng của người đàn ông đang bắn người ngoài hành tinh. Và ông ấy đã tiết lộ về gác ba chân và Aegis đã hỏi ông ấy vị trí của chúng và cả nhóm đã đi theo người đàn ông đó. Ông ta đã dẫn mọi người đến vị trí của chúng và thấy chúng đang căn giữ nhà máy điện. Và người đàn ông đó đang nói với ngón tay của người vợ quá cố của ông, họ đã lên kế hoạch đột nhập vào bên trong. Người đàn ông đó sẽ ở ngoài và thu hút sự chú ý của kẻ địch và ông ấy đã hy sinh để mọi người có thể vào bên trong. Khi vào bên trong họ thấy chúng đã bắt một cô gái và nhốt cô với nhiều người khác, họ cũng chứng kiến cảnh bọn chúng hút lấy năng lượng của con người xong và vứt đi. Aegis và Phác đã đi xuống phía dưới và phát hiện chúng đã dùng công nghệ của bọn chúng cải tiến lại phòng điện và họ đã bị một kẻ địch phát hiện nhưng họ đã trốn được. Và đi sâu vào bên trong thì thấy chúng đang âm mưu làm gì đó, thấy những thùng dầu chất đầy ở đây, họ đã lên kế hoạch cho phát nổ chúng và đặt kít nổ. Nhóm của Aber ra Hamsfi đang giải cứu những người bị nhốt ở đây và có tên kẻ địch đã phát hiện ra họ. Aber đã bị tên đó tóm lên và khi đang chuẩn bị tấn công anh thì Genly đã dùng tia nhiệt lượng và xử lý được nó và lại có thêm một tên đến. Lúc này thì anh chàng hạ sĩ đã lao lên từ trên cao xuống đập vỡ kính chắn bảo hộ và giết được kẻ thù. Càng nhiều tên đến tấn công và Aegis với Phác cũng đã quay trở lại. Và họ đã cùng nhau chiến đấu và vụ nổ kia cũng đã xảy ra và khiến cho những tên quái vật ấy bị tiêu diệt và làm sụp đổ căn cứ của bọn chúng. Khi thoát ra bên ngoài tưởng chừng như đã an toàn thì họ đã bị một tên ở ngoài đến tấn công. Họ đã chuẩn bị chết cùng nhau, khi nó chuẩn bị bắn họ thì tàu chỉ huy cũng đã tới và kết liễu nó. Khi Aegis nói chuyện với tướng quân thì ông cũng khen thưởng anh về trận chiến vừa rồi và cũng nói về những nơi khác cũng có nhiều trận chiến và ông đã ra lệnh cho anh chuẩn bị phi hành đoàn của mình để bắt đầu trận chiến mới. Họ đã về thành phố, lúc này cả thành phố đã bị chúng tấn công và thiệt hại khá nhiều. Những người lính thì đã bị thương rất nhiều trong cuộc chiến. Khi chúng tiến công gần trụ sở thì mọi người đã đứng lên dùng những hỏa lực cuối cùng tấn công lại và ông Teddy đã không đồng ý di tản mà đã ở lại chiến đấu với mọi người và họ đã bị chúng bắn và nhiều người đã bỏ mạng. Những phi cơ ấy đã đứng trước mặt ông và khi chúng chuẩn bị tấn công mọi người, tưởng rằng phải bỏ mạng tại đây, thì chúng đã tia nhiệt lượng của tàu tướng quân bắn phá hết. Quân chi viện cũng đã tới và họ đã dùng toàn bộ lực lượng để tiến hành cuộc phản công và đã đẩy lùi được bọn chúng. Và khi tưởng rằng đã thắng thì con tàu khổng lồ của bọn chúng đã trồi lên từ đại dương và tiến lên bắn phá thành phố. Và các con tàu của loài người cũng đã phản công lại và gây ra ít thiệt hại cho chúng nhưng họ lại tổn thất thêm một con tàu chiến nữa. Con tàu của chỉ huy quyết định tiến gần đến tàu DICHVAF gặp phải vật cản và ông đã phải chứng chiến con trai mình hy sinh để ông có thể điều khiển con tàu. Và ông đã dùng toàn bộ hỏa lực bắn vào nó và lao thẳng vào con tàu khiến nó bị phá hủy. Sự hy sinh của ông và những người khác đã mang lại thắng lợi cho nhân loại và sau cùng Teddy đã tập hợp mọi người lại để thông báo về điều này. Và ông cũng đã nói lên sự quyết tâm của mọi người với người ngoài hành tinh, đội quân loài người sẽ không bao giờ gục ngã. Bộ phim đến đây kết thúc. Đây là một bộ phim vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại cho mình một like để có thể đón chờ những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.